Em xin mạnh dạn đoán mò rằng anh Karik là có tinh thần thể thao nhất, tại vì dạo này anh Karik tập rất là chăm chỉ, muối nào ra muối nấy luôn á chị. Trời ơi, giờ thầy em ngon lắm, nhưng bị cay là vẫn chưa có người yêu nha. Một cái góc độ nào đó thì anh Karik rất là hài hước đấy, thì em tin là người thầy của mình sẽ rất là ổn trong cái chương trình đó. Người bị xé bản tên đầu tiên sẽ là Lan. Theo em thấy là một người sáu múi như vậy thì không thể nào mà bị thua thiệt trong những cái phần thi về sức khỏe được. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á, khi mà vào một cái đội mà vui tính á, thì anh Karik sẽ cảm thấy, anh Karik thường sẽ cũng vui theo. Và một cái góc độ nào đó thì anh Karik rất là hài hước. Đấy, thì em tin là người thầy của mình sẽ rất là ổn trong cái chương trình đó. Em thì chắc gửi lời chúc sức khỏe cho anh Karik và mong là anh cẩn thận, tại vì do là anh mới bị gãy chân thì những cái trò chơi vận động mạnh thì thường nó cũng sẽ rất là dễ ảnh hưởng mấy cái vết thương mới á, thì em cũng không hy vọng là anh sẽ gặp chấn thương khi mà quay chương trình. Đúng để nó đỡ anh hợp tống cũng như là sức khỏe hơn. Đại ca bảo trọng. Đại ca bảo trọng nha. Tinh thần thể thao, tướng ông nào cũng đẹp đẹp hết trơn, khó đúng cả đó. Ngay cả anh Toliver dạo này hình như là cũng là cơ bắp cuồn cuộn rồi đó nha, người ta tập căng lắm. Cái hồi đầu mà đi gặp anh Qua Huy á, mà họp team của anh Qua Huy lúc đầu á, là anh Huy hẹn mọi người qua sân boxing á. Đó, cái kỳ chở em qua chỗ đó ngồi ăn cơm, chỗ đó diện đợi nè. Trời, em không dám hó hé gì luôn á chị. Dắt qua phòng boxing mà hợp thì với lại anh Ramastic với lại anh JT, anh JTT thì mình lại thấy có phòng tập gym ở bên Spiker, mấy anh em cũng tập năng nổ, nhìn cởi áo là cuộn cuộn không à. Anh Bin thì dáng quá đẹp rồi. Chỉ, đúng. Có chị Su thì mình thấy chị Su hơi thơ, cho nên là không biết là chị Su có thường xuyên tập luyện không. Em xin mạnh dạn đoán mò rằng anh Karik là có tinh thần thể thao nhất, tại vì dạo này anh Karik tập rất là chăm chỉ, muối nào ra muối nấy luôn á chị. Trời ơi, giờ thầy em ngon lắm, nhưng bị cay là vẫn chưa có người yêu nha. Em thì không biết dựa vào đâu để nói được, cho nên là sau khi phân tích thì em rơi vào bế tắc vậy. Sau khi chọn đại đi, em rơi vào bế tắc vậy. Chọn đại kiểu đúng mà năng động thì chắc nghĩ là anh Ram đi. Anh Ram đi. Ông có cái tính gọi là tức là rất là hào hứng cho mọi việc, không có kiểu không có phải là hay nhún nhường hay là gì hết, anh sẽ rõ ràng. Cho nên nếu mà chơi một cái game thì chắc là ông sẽ năng nổ lắm. Jiduki tuy to nhưng mà dễ bị lừa lắm. Nên là cũng là không thể nào là chùm cuối được. Em nghĩ là Tờ Linh. Không, người bị xé bản tên đầu tiên sẽ là Lan. Và cái người mà chạy hay là kiểu trong những lúc giằng co mà phải nói là nặng ký nhất thì đó là Thành Ro. Đúng, nó chạy nhanh lắm. Với một con báo. Còn sitting tip thì bị lừa cái một thôi. Bản tip thì bị lừa cái một. Cái mà tụi em làm được mà em thấy vui nhất từ trước đến giờ khi mà em đi show Ricky là tụi em đã diễn kịch trước khi mà tụi em hát một bài. Tụi em rất là thích cho khán giả chị ơi. Tụi em đã nghĩ ra cái ý tưởng đó xong rồi mình làm đại trong lúc đó, vậy mà nó lại tạo được cái sự phấn khởi cho người ta trước khi người ta nghe cái bài nhạc đó. Nó thật sự là một cái năng lượng bồi chị. Nhưng mà tụi em vừa diễn xong bài này cái bắt đầu nghe tiếng điện thoại rung, cái móc ra alo, xong cái bên kia tự thu trước cái tiếng rồi là em đi lấy chồng la, xong bên đây ủa cái rồi lên bài vô nhạc liền, làm sao mà lường trước được. Hiện tại em là rapper giàu nhất Bình Tân. Em thấy em ấm no hơn. Đúng. Trời ơi, thằng này có những lúc nó khó ưa lắm. Nhiều lúc em muốn bóp mũi cho nó chết bà nó cho rồi đi chứ. Thì em sẽ không định nghĩa tình bạn này. Em chỉ cảm thấy là ít ra. Không có chuyện trên tình bạn dưới tình yêu đâu nha chị.
tình bạn với tình yêu là người ta liêu liêu mình đó. Với lại đỡ bị kiểu áp lực cuộc sống hơn, đỡ suy hơn. Chuyện về nhường thì em sẽ không bao giờ làm cái chuyện mà thiếu tôn trọng như vậy. Đối với em, một khi lên sân khấu đó là bằng nhau hết. Kể cả cho dù có đấu với tờ Linh hay nữa thì là em vẫn phải làm hết sức, em sẽ không nhường. Tại vì khi mà em nói là em muốn rút khỏi cái sân chơi, rút khỏi cuộc chơi để mà nhường cái slot cho JB á, thì em, lúc đó em lại vô tình thiếu tôn trọng với JB. Tại vì nó cũng muốn được thể hiện bản thân, nó phải cố gắng. Đúng. Muốn nó vượt qua chứ không phải là nó muốn được nhận lấy. Mà mình để đi làm như vậy, tự nhiên mình thấy lại mình kỳ quá. Sau rất việc á, tụi em có thêm rất là nhiều kinh nghiệm, tụi em có thêm rất là nhiều bạn bè và tụi em có thêm nhiều người thầy nữa. Cho nên là những cái đó đối với em là nó là vô giá, nó mang lại cho em rất nhiều. Được cái dịp để mà mình nói ra mấy cái mình không hiểu. Còn đôi khi mình kiếm trên mạng thì nó cũng là những cái kiến thức mông lung, nó cũng bao quát, thì ở đó mình được nghe từ cái tiếng Việt, từ cái người Việt, hiểu được cái đó ra làm sao để nói cho mình hiểu, để mình sử dụng nó trong âm nhạc mình tiếp theo nữa. Thì em thấy những cái đó là cái mà em gặp được rất là nhiều. Với lại sau rap Việt có một cái thay đổi, em đã chuẩn bị và đang gần tới cái ngưỡng sẵn sàng để mà comeback lại rồi. Một năm rồi bà chị, trời ơi, một năm rồi, 127 ngày nha, chính xác là như vậy. Em đã làm xong một cái album rồi. Xịn sò, em đã được nghe album đó. Dạ thì em xin bật mí thì album đó cũng không có gì đặc biệt đâu, nhạc cũng bình thường, cũng không có sức hút gì lắm. Em thấy ngoại hình của Lăng á, thì em nghĩ ngay tới một người, đó là Bảo Liêm. Hello, chị có thấy là Lăng rất giống chú Bảo Liêm không? Để cho bà nói cho con biết, bạn bè của bà sống gà sao? Để cho bà nói cho con biết, bạn bè của bà sống gà sao? Đấy thì thấy mặt lạnh lùng vậy thôi, chứ kiểu con người mà có lúc sẽ kiểu nhìn rất là lạnh lùng, sát gái. Còn có lúc thì như một diễn viên hài. Còn có lúc thì có lúc thì tùm lum lắm. Nhưng mà chủ yếu á là thằng này toàn tấu hài thôi, bình thường nó toàn tấu hài thôi. Có một cái mà em luôn làm, đó là mở cửa xe. Mở cửa xe cho bạn gái đi vào, bạn gái mà vừa chụp cái tay vô cửa xe rồi bỏ ra, không có được như vậy, bỏ ra không được như vậy, để anh mở ra mời em vào, ai đóng cửa lại, rửa chén. Thì như Ricky cũng đã biết, bạn gái không bao giờ lo những phần cuộc sống á. Đâu vai này em ơi. Đây, ô trời ơi. Gặp em là gái làm nghe vậy là yêu luôn. Liền. Thật sự em đã làm được điều đó và em thấy em rất là tự hào về em. Em đã có thể trở thành người đàn ông.